Hello, xin chào gia đình Neo của Jay nè. Hôm nay Jay muốn hướng dẫn cho các anh chị làm một cái mẫu rất là đơn giản, sử dụng cái màu airbrush nhưng mà không cần dùng tới máy airbrush luôn. Nếu như anh chị nào muốn mua cái màu này và không có cái máy airbrush thì mình vẫn có thể tạo được cái hiệu ứng ombre giống như thế này với chỉ bằng một bước đơn giản là sử dụng cái bông make up nha. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các bạn mình làm cái kiểu này. Chỉ cần gắn móng up lên và mình có thể làm ra được một cái bộ móng ombre. Thì ở đây bộ ombre màu airbrush mới là có 10 màu. Thì đây là màu đỏ, màu đỏ rồi đỏ cam. Đây là chia sẻ đưa cho các bạn coi nè, đây là những cái sample mà chị vừa mới sơn ra. Đó, rất là đẹp luôn và dĩ nhiên nó là neon thì nó sẽ sáng ở dưới cái đèn ha. Thì bây giờ mấy bạn trẻ mà họ hay đi mấy cái rave, mấy cái music festival á, mình có thể làm những cái mẫu này cho họ để mà khi vô đó có đèn á, ánh đèn huỳnh quang á, họ có thể móng tay của họ sẽ sáng lên. Rất rất là đẹp luôn. Hôm nay là có 10 ngón tay, là mình xòe 10 ngón tay ra mình làm hết 10 ngón nè. Đó, thấy chưa? Ngon lành luôn. Sorry chưa có viết cái sticker, chưa có dán cái sticker lên cho nên nhìn nó như vậy đó. Nhưng mà nhìn màu thôi, đừng nhìn chữ. Đó, ở đây thì có đỏ này ha. Có cam như thế này. Đó, bạn nào muốn nó đậm thì ra đậm, muốn lợt thì ra lợt thôi. Okay, move your hand a little bit over here. Đó là có màu này nè ha. Đó, tới màu cam này, xong rồi tới màu vàng cam. Rồi tới màu vàng neon vàng nè. Thì năm cái màu tới cho cái tay bên kia nó sẽ là cái màu này ha, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, màu tím, màu hồng tím với lại màu hồng. Ok nha. Rồi bắt đầu mình vô luôn. Nó rất là dễ. Cái màu này mới ra là cái design, cái border mới thì cái bằng cái màu này nó dễ hơn, nó bằng cái dropper ha. Rồi mình có thể sử dụng cho cái máy airbrush và mình sử dụng bằng cái bông makeup được luôn. Cái màu nó rất là pigmented ha. Cái màu nó đậm đặc dữ lắm luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ vô ha. Để chị sẽ zoom out lại cho mọi người thấy. Rồi bây giờ ha, rửa tay sạch sẽ rồi, mình sẽ đẩy da. Bữa nay làm rất là nhanh luôn, cực kỳ nhanh. Tại vì mình chỉ cần gắn móng úp lên, cỡ chừng 10 phút à. Rồi sau đó là mình chắc cỡ chừng 5-10 phút gì nữa mình làm thêm cái design airbrush nữa là xong. Hôm nay làm chạy lẹ luôn á. Anh chị tìm anh chị chắc July 4 này chắc đông dữ lắm ha. Nhiều anh chị nhiều khi giờ còn sáng sớm mà mới thức dậy mà cho coi cái màu này chắc bị đuôi mắt à. Chưa tỉnh ngủ không, nhiều nhiều khi mới thức dậy nhìn cái màu này mới là tỉnh ngủ đó. Cứ nghĩ tới cái động lực mình vô tiệm mình sẽ có cách mình làm kiếm tiền nhiều rồi xong thức dậy. Các anh chị đã sẵn sàng cho ngày mai. Ngày mai sẽ có một cái livestream sale sập sàn. Đó, cho nên là các anh chị cứ sẵn sàng nha, chuẩn bị tâm lý. Sáng ngày mai chị cũng sẽ làm live một lần nữa để mà tại vì mình có khách thì mình làm thôi, đâu có nghỉ ngày nào, phải không? Ngày mai chủ live phốt thì mình vẫn làm như bình thường. Có khách có tiền là mình làm. Sau đó bay qua làm livestream bán đồ sale cho mấy anh chị. À, rồi hôm nay là anh chị nào mà đang coi live là nhớ thả tim, nhớ comment, nhớ hỏi nha. Chị coi mấy cái comment đã mất tiêu rồi. Sao mà không chưa có thấy comment của anh chị nào hết trơn vậy? Thường thường mình sẽ thấy người này người kia nhảy vô, là không biết cái internet bữa nay nó bị gì không ta. Các anh chị vẫn còn đang nghe chơi nói đúng không? Anh chị nào đang ở tiểu bang Florida giơ tay lên cái coi. Giờ không dám hỏi mấy anh chị nào bên Cali luôn á, tự vì giờ này chưa thức dậy luôn á. Mình làm live sớm quá mà. Trời, làm khách là làm thường xuyên nhé. Con khách này hôm nay là con thứ hai rồi đó nghe. Thấy làm lẹ ghê chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ phủi bụi ra. Ôi, làm là phải nhanh gọn lẹ. Hello chị Tâm Decker, hello anh Eric. Chào, nãy giờ mới thấy được những anh chị vào và say hi chứ nãy giờ mình tưởng đâu mình lẻ loi lạc loài một mình không á trời. Ok, bây giờ mình có những cái móng tip đã mất tiêu rồi ha. Cái hộp móng của mình rồi. Where's my tip box? You see? Trời đất ơi, đi làm nail này muốn cho nó lẹ lẹ mà nó kiếm cái hộp không ra. Where is the tip box? Cũng ở đây mà ta.
ta đấy nè. Rồi đất ơi chết rồi. Đó bởi vậy mình làm kiếm tiền nhiều quá cái mình nó bị lú mọi người. Không có kiếm, không có kiểm soát được cái hành vi. À, nó chơi thôi chứ bây giờ nè. Đó chị sử dụng cái tip potion. Mình chà ở phía trong của móng nè. Trời ơi làm gì làm á, làm sau một ngày á mà mới có một người này người khách thứ hai mà nó bấn loạn tâm hồn. Nghe nói tới sale cái phái rồi xong rồi cái bấn loạn tâm hồn. Anh chị cũng nhớ sẵn sàng ngày mai nhiều khi mình có chơi game với lại nhiều khi mình có bốc thăm trúng thưởng này kia, bốc thăm trúng thưởng online. Cho nên nó là chuẩn bị tâm lý nha. À, vị chu lì ở Cali, wow, vị chu lì thức dậy sớm dữ ta. À, chị ngủ không được hay là chị chưa có đi ngủ từ khuya hôm qua đến giờ hay là chị thức dậy thiệt vậy chị? Nên mình hỏi cho vui thôi nhưng mà mình muốn muốn biết thiệt. À, rồi ok. Anh Tâm ở California. Wow, toàn là ở California. Wow. Mới order bố à, anh Eric online sớm order bột hả? Chàng ơi, canh sale dữ ha. Dân săn sale không ha. Rồi nè, bỏ số 1 lên cử dầu. Không lẹ ghê không? Prep. Trời ơi, làm nhanh cấp tốc. Bây giờ là thời buổi mình phải lượm lúa. Nó lẹ 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 lẹ. Khách nó đợi. Làm sao mà design xong đồ ha. Làm mấy 45 phút đi ra đi. 15 phút cho tôi dọn dẹp một cái. Hello, chị Cindy Nguyễn. Trời ơi, dễ thương quá. Cưng quá trời ha. Đó, mấy chị vô nè. Anh chị vô rồi mỗi lần say hi một cái á, là tự nhiên chơi cảm thấy tâm hồn nó rạo rực, nó hưng phấn. À không, nó vui vẻ nha. Anh chị đừng nghĩ hiểu lầm, ý là chơi nói là nên mình vui vẻ, mình hứng thú quá, dữ dội đó. Morning Cali đây là vậy nó ăn cho mấy thợ rồi đấy. Wow, chị Loan à, tiệm chị ở đâu vậy? Để cho em giới thiệu người tới chứ bây giờ mà đi làm mà có người nấu ăn cho nữa sướng quá gì trời. Mà cũng hay nha, mấy anh chị mà nấu ăn cho thợ rất là tinh tế. Bởi vì làm thiệt cực sáng sớm, không có thời gian đi nấu nhưng mình muốn thợ làm tốt cho mình đúng không? À, chịu nha, chịu nha, 10 điểm nha chị nha. Rồi quét lên nè ha. Bữa giờ mấy anh chị mua món úp mà muốn sụp sàn luôn vậy đó. Nhưng mà anh chị ready chưa? Có những cái màu mới, những cái màu cũ là discontinue hay những cái màu mới nó sắp ra rồi. Trời đất ơi nó sang như là mình nói tới cỡ Kylie Jenner đồ Kim Kardashian không á chị, chứ không có dưới đâu nha. Đó bây giờ là ai là popular popping này kia đồ celebrity bên Việt Nam hay bên Mỹ gì á là cái tông tây đó là nó đi với mọi thời đại luôn, tây mà tây lợt. Anh chị biết không, dạo này cái gu makeup nó cũng thay đổi. À, chỉ cần một cái lớp cushion nhẹ trên mặt đúng không? Rồi mình vẽ, mình bỏ blush lên, mình bỏ lipstick nhẹ lên. Đó là hai cái má hồng rồi cái lipstick nữa là xong. Chứ bây giờ không có makeup mà đậm lè như hồi xưa nữa. Nhiều khi có thể cái trend này nó 2-3 năm nữa. Thì hoặc có thể 10 năm luôn nó mới thay đổi. Giờ ta chuộng cái gì natural, nhẹ nhàng. À, cả móng tay cũng vậy và makeup cũng vậy luôn. À, mới bỏ lên gì đó chơi. À, dạ cái này à, bỏ. Ủa, cái này Vân bỏ móng úp nè chị à. Nó mình hồi nãy là móng úp á, thì chơi vừa mới prep cái móng bằng cái step zero, tip potion. Rồi bây giờ cái này là brush on gel. Cái này là gel chai số 3 để mình gắn móng ha. Còn hồi nãy gắn móng thiệt trước khi mà gắn móng lên á, thì chơi bỏ số 1 với số 2. Số 1 là khử dầu. Còn số 2 là tạo độ dính ha. Nó là nên acid primer đó. Nhiều khi nói tiếng Mỹ cái nhiều anh chị nói không hiểu tại vì nói giỏi quá đó cái đâm ra người ta không hiểu gì trơn cho nên là nói tiếng Việt cho vẻ nó mình chuộng gì nó tự nhiên nó thoải mái người ta không cảm thấy nó bị nặng nề. Trời, nó vừa nhanh cho thợ mà nó vừa tốt cho khách nữa. Ý tốt ở đây là mình nói làm sao, tức là nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó không có mùi ha, mình dễ kiếm tiền cho thợ nè. Đưa lên gần 5 giây là ok. Trời ơi, gắn lẹ ra mấy anh chị. Nãy giờ chưa tới 5 phút luôn á. Nó quẹt thêm mấy ngón cái nữa nè. Rồi xong cái này mình vũa khi đi cồn. Cái tự nhiên cái mình bỏ cái màu lên nè trời. Gì mà lẹ dữ vậy. Mê cũng úp lắm. Nhiều gì nói trời sao nhà này mày hay làm úp mày không làm bột nữa. Trời có sao không có bà. Có làm bột chứ sao không. Cái gì tôi cũng làm hết trơn, tôi làm đủ thứ. Tôi là thợ biết làm đủ thứ nha. Bữa nào người nào in cho cái áo cái ghi thợ đủ thứ gửi vô đây tặng chi cái
mới mình mắc cười lắm, đừng nghe vậy. Xong cái mấy anh chị về tiệm, cái anh chị nói được cái làm cái áo đó, xong cái mình để phân biệt, cái tự nhiên cái in cho mỗi người thợ, tôi làm tay chân nước rồi đây, tôi làm đủ thứ là chết luôn nha, không chơi chơi vậy nha, không kỳ thị vậy nha. Rồi, ok, in the light for me. Rồi 60 giây hốt liền cho bé này, nó vô đèn 60 giây liền, tắm lại đi bé, nhúng dít dữ quá. Ok nè, đó những cái màu ombre mình làm rất là đẹp. Đây nè, chị sẽ hướng dẫn cho các anh chị coi. Trước khi á, mà mình ấy á, thiệt nha, cho coi cái này nè. Đó, giờ lấy mấy cái cục này. Hồi nãy cái ngón này á, những cái này không là chỉ có làm một pump thôi. Bỏ lên một pump, sau đó một drop chứ không phải một pump, trời trời. Đó, là ịnh thôi, ịnh lên ombre cái đầu tiên cho nó cao lên. Sau đó là xuống xuống từ từ, nửa móng rồi tới 1 phần 3. Mà nó nhanh dữ lắm, chứ nó không có phải là chậm chạp gì chứ á. Rất là dễ làm. Cái này là dầu thôi chứ không gì hết trơn á, bỏ dầu Kiriko lên cho nó nhìn sang chảnh. Nhưng mà làm xong cái này mình có thể làm bất cứ design nào khác, mình có thể dán cái chữ cái gì cái chữ O English lên á, không dán sticker lên có nè mấy anh chị. Còn không có thể là mình để cái sticker ngôi sao này kia, cái bắt đầu mình dặm cho nó ra màu luôn, nó rất là dễ thương. Em thấy chị bỏ nhiều treo vậy nhưng khi để lên kia không bị tràn lên da, bí quyết là đây nè, để cho chị cho hướng dẫn cho. Mình bỏ treo là bỏ như cái phao tay người ta như thế nào, như cái này là cái móng bình thường thì 1/3 mình chỉ cần bỏ lượng treo là 1/3 ở bằng với cái phao tay, dù phao tay ta như đây phải không, lượng treo mình bỏ lên 1/3 thôi, mình quét một lớp mỏng. Sau đó các anh chị nhớ là khi mình gắn móng á là mình để như thế này nè ha, là mình giữ ngay cái chỗ kia đi cổ luôn, tại nhiều anh chị á, mình để như thế này, các anh chị thấy cái lực không, để như thế này xong các anh chị hạ xuống, các anh chị thả này ra, đừng có thả trên đây ra không, thí dụ như mà gắn lên nghĩa này là cái chỗ rảnh nó đi ha, mình đè xuống như thế này, mình đè xuống luôn đó cho treo nó ra, mình giữ ngay đó luôn ha, các anh chị thấy đâu có chỗ nào cho treo xịt ra. Còn nếu như anh chị mà đè xuống xong cái anh chị thả thả nhẹ lên, anh chị đè xuống dưới là ở đây nó hở nè ha, đó là lý do tại sao treo nó tràn ha, chỉ có một bí quyết đó thôi. Gắn út, mình gắn út mà mình nắm được cái bí quyết đó là ngon lành nè ha, ngon lành cành đào. Không gắn bổng tay nè cưng dễ sợ không, trời ơi, trời nó móng người ta méo nhưng mình phải gắn làm sao cho nó ra thẳng chứ, làm sao có thể mà mình trách người ta muốn méo được. Ok, bây giờ chị sử dụng cái đầu tail bit nè, tail bit vô luôn, rồi đẩy qua một cái. Anh chị nhớ ngày mai nha, sẽ có sale sale sập sàn, đừng có quên đó, ngày mai cứ chờ đón mình ăn uống hà phủ phê ban ngày rồi đó. Rồi xong cái chiều chiều chút xíu cái bắt đầu mình coi live ha, rồi không có chi vậy. À, đẩy ha, thấy không, vừa kia đi cò không, ngon lành luôn, không chảy máu, không có bị chạm vô da, phạm vô trong da, đụng da cũng không đau mấy anh chị. Đó, được cái là cái đầu vũ này nó rất là ngon lành, mà các anh chị sử dụng được cho bột như dip rồi builder gel này kia luôn, chứ không phải là chỉ cho muối úp không, cái đầu rất là ngon lành. Mà thí dụ như hôm qua có mình chơi live trên Instagram á, cái có cái chị kia chỉ hỏi ủa làm sao biết được chừng nào mới thay đầu dũa, nó dạ chừng nào mà dũa mà chị cảm thấy giống như là chị phải đè lực nhiều quá là chị thay liền. Nhưng mà thường thường đó là mỗi thường 2 tháng, nếu mà làm thường xuyên mỗi ngày 2 tháng, nếu mà làm part time thì 3 tháng mình thay đầu, mình thay cái đầu hết. Còn nếu như mà làm mà liên tục á 2 tháng là phải thay rồi. Chứ mình làm á là cái máy dũa nó thiết kế ra để cho nó lấy đi cái sự mệt mỏi hay nặng nề trên cái thai của mình, mà mình đâm ra mình xài cái đầu dũa là 10 năm mình chưa thay á, cái ảnh hưởng tới cái ngón tay của mình cũng như là những cái khớp xương, cái cổ tay của mình cũng như là bờ vai luôn mấy anh chị. Cho nên là mình đừng có tiết kiệm, những cái này á mình nên thay thường xuyên thì nó làm cho công việc của mình nó nhanh nhẹn hơn, và nó giúp được như mình sức khỏe mình nó sẽ không có bị giảm sút nhiều. Làm cái này lâu dài một ngày ngồi hả dũa gần chết cái cổ tay rồi cái ngón tay này kia á, mà mình không có cái đầu dũa mà nó ngon lành á, nó mịn á, mình dũa làm sao giống như là mình đang quẹt bơ vậy đó thì mới đúng. Còn nếu anh chị phải chà rất là nhiều á là coi như là mình nên thay cái đầu dũa với mấy anh chị nha. Anh chị sẽ dũa cái đầu này lại chút xíu cho nó vuông vức lại. Rồi ha, anh chị đừng đi đâu, ai cho đi, trời đang coi live, đã coi live đàng hoàng chứ, coi đi. Bây giờ ví dụ như mà có làm khách cũng mở đó coi, trời ơi, đừng có thiếu cái live nào của chơi, hết cái live nào chơi cũng chia sẻ rất là nhiều cái điều gọi là hay bổ ích cho các anh chị.
Cho nên là coi, phải coi. Bây giờ có đi đâu cũng gán mở nghe coi. Nhưng có tiền dư dư chút mua thêm cái phone nữa, để cái phone đó để nghe livestream thôi mấy anh chị. Trời ơi, sao mình bỏ lỡ được những cái thông tin này. Đặc biệt là những anh chị nào mà đang còn thắc mắc, còn đang lăn tăn hay là không biết cái Dũng Úp đưa vô tiệm hay là mua rồi mà chưa biết làm nào, càng phải nên coi cái live của Jay nha. Coi livestream không bỏ tí nào, không bỏ bữa nào nha. Ok, phủi tay cái coi. Rồi bây giờ chị sẽ bụi bột xuống. À, phủi bột đi nè. Cái này cũng phải bột, nó mới là bụi. Nhưng mà muốn kêu bột thì kêu. Ừ, như thế này ha. Các anh chị biết không, chị có ý tưởng rất là hay nữa. Chị để cái chai nước á, xịt cái bên á. Dù như mình để này nè. Dù anh chị nào mà làm tiệm mà không có cái máy hút đó, mình để đây cái miếng giấy dưới cái bắt đầu mình xịt nước chị. Mình xịt nước lên như nè. À, xong rồi cái bắt đầu mình dụ á, là như nó rớt xuống dưới, nó đỡ bay lên trên mặt của mình vậy đó. Tại vì không biết được đâu. Đó, để nó đỡ ha. Nó mình làm xong cứ mình xịt 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 lên nó, hoặc là cái khăn đó, mình xịt cái khăn cho nó ướt ướt ẩm ẩm chút xíu để cho bụi nó nằm ở dưới đó luôn, nó bừng đừng có bay ngược lên trở lại. Rồi, ok, bây giờ chị sẽ sử dụng cái tip potion nữa nè, đó cái bước này nữa. Các anh chị sẽ thấy được cái tip potion này ha. Đó, mình sẽ prep cái mặt móng nè. Để cho mình sơn lên. Còn cái bước này á là nó không có làm mỏng móng thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó sẽ không có làm bụi ha. Tại vì khi mình giờ làm đi xong mình bóp vờ cái hơi bụi cái mình phủi hoài nó không hết. Làm cái bước này nó sạch sẽ luôn. Và nó còn làm sần móng cho mình nữa. Gì thấy không? Nó làm rất 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 là dễ làm. Này ha. Trời ơi, xài nhiều vô cùng. Cái gói chai này, từ khi gói chai này xong hả, cuộc đời của chai nó thay đổi. Nó thay đổi qua một cái bước ngoặt khác với anh chị. Tại vì nó sướng quá, mình không có cần phải, trời ơi, đổ acetone lấy chai đó. Nếu mà làm là nãy giờ là mới prep vừa xong cái chai acetone thôi. Đó, mình chưa có kịp. Còn cái này hả, là mình làm xong, lấy cái chai là làm xong liền. Đó, cái mặt móng nó gì nè. Sao nó bị mờ mờ vậy ta? À, nó bị mờ mờ mấy anh chị ha. Kỳ vậy ta. Ủa sao mờ quá vậy? Đợi chút xíu nha. Chơi coi coi làm sao mà nó mờ cái gì. Ok. Rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ sử dụng cái sponge đó để làm. Thì mấy cái màu kia mình không nói rồi ha. Đây. Bây giờ chơi sẽ tiếp tục cái màu xanh lá cây. Hồi nãy đây là có năm màu kia rồi đúng không? Đó, cái này là Gangster Paradise. Mấy anh chị nào mà thời sanh là thập niên 80 là biết liền. À, biết liền những cái tên này liền. Đó, Gangster Paradise nè, còn cái này là Mi Vida Loca ha, còn cái này là Hot Boys nè. Cái này là California Love. Cái này là Fresh Prince. Đó. Còn cái màu kia là Show Me The Money nè, màu xanh nè ha. Chị sẽ sử dụng cái màu xanh này. Anh chị nào mà là fan á, là fan fan của những cái nhạc, những cái phim hip hop rồi là 90 ngày xưa á, là chờ phái mấy cái này lắm. Chơi là chơi sẽ bỏ lên thế này nè, một cái drop thôi. Để cho nó dàn đều ra, nó bằng với cái ngón tay á. Nó để qua đây để không đụng nó bể nữa. Người hay đổ bể cho nên là mình phải cẩn thận. Rồi đây nè ha, chơi zoom in. Trời, tự nhiên cái nó mờ câm mà trời. Kệ nó đi. Đó, bắt đầu mình sẽ dậm lên nè. Nó dậm rất là dễ luôn. Đó, thấy không? Bắt đầu chị sẽ sử dụng cái phần ở trên để mà làm mờ cái phần này đó ra. Đó, ở dưới nó ombre. Ừ, thấy không? Thấy chưa? Rồi, trời ơi, mới có một lớp mà mấy anh chị coi nè. Đã kìa chưa? Đó, bây giờ để nằm đây. Mình sẽ lấy cái em khác. Mình sẽ cho cái em kế tiếp. Đó là em cái gì? Glamour Shot. Màu xanh nè, thấy chưa? Trời ơi tuyệt vời. Bỏ em đó lên đây. Ừ, anh chị nào mà muốn không có airbrush á, mà mình muốn tạo ombre vẫn được nha. Mình muốn làm cái này được. Cái này nó tiết kiệm, nó không có messy. Nó không có phải là đặt như gel ra là mình nó khó. Cái này là nó giống như màu nó lên luôn. Nó làm cho mình dễ dễ kiểm soát hơn. Ừ, đây là chị sử dụng nè. Bỏ đây xong cái bắt đầu mình đi lên chút xíu một mé như này nè ha. Đó, cái mình blend nó ra thôi mấy anh chị. Mình làm cho nó cho mỏng mỏng ra. Đó, như thế này ha. Rồi cái màu xanh rất là đẹp luôn.
Ok, tiếp theo cái là cái leg show. Leg show là với cái LA Lakers, anh chị nào mà thích coi basketball á, là vô luôn, đúng là cái màu này luôn nè. Rồi ha. Rất là dễ nè. Làm màu treo á, nói thiệt với anh chị á, thí dụ như mà mình làm màu treo cũng được thôi, nhưng mà treo nó có cái lượng treo ở trong đó làm á, nó bị lỏng quá, nó không có màu, nó không có đậm đà, nên mình làm nó không có ra đều được giống vậy. Lúc nào mình chỉ làm dưới đây thôi, mình chừa cái phần trống ở trên đây nè, để cho mình blend nó ra ha. Ủa treo nhậm đó bán sao chị? Ồ cái này là treo airbrush nào, mới vừa ra, chị có cái link ở trong cái livestream này nè, anh chị nhìn nhìn đã thấy cái link không? Nó bấm vào trong đó, có từng màu ha, và có set luôn, cho các anh chị luôn. Đó, cái này là màu airbrush, nhưng mà là hai trong một, mình có thể sử dụng bằng cái này, bằng cái sponge, hay là mình sử dụng cái máy airbrush thì được luôn. Anh chị nào mà không có sử dụng máy airbrush á, mình có thể mua cái này, và mình mua cái sponge makeup là mình xài thôi, rất là dễ. Đó, kế tiếp là hypnotize nè. Ok, chị sẽ lấy cái cục sponge khác. Đó, nhiều khi các anh chị có một cái hộp sắt á, các anh chị bỏ những cái miếng sponge này vô nằm dọc như thế này nè, đó, để vô trong đó để mình giữ nó, dù khách nào mà ra là mình lấy ra mình làm luôn, tại vì đâu có gì đâu mình dục đi, mình có thể sử dụng lại, tái sử dụng lại nè, cái màu nào ra màu đó ha. Mà chị hướng dẫn cho mấy anh chị mấy cái mẹo này mình làm cho nó nhanh ở trong tiệm nail, để mà mình vừa làm được những cái mẫu design đẹp mà mình vừa làm nhanh nữa, để qua đây thì chị hất đổ đó mình làm ha. Đó, ịnh lên, trời ơi cái màu hồng nè, hú hồn hú vía, quá trời đẹp rồi, để làm mấy anh chị. Đó, mình lấy cái phần này mình blend nó ra, mình dậm dậm cho nó lài ra. À, ha, nhẹ nè các anh chị, là nó sẽ lên đậm màu ghê gớm vậy lắm. Trời, huống chi mà các anh chị dặm cho nó 2-3 lần là nó sẽ rất là đẹp luôn. Rồi, coi cái cuối cùng là cái baby got back. Baby got back này nè ha. Cái màu này nó dạng là hồng hồng đỏ, hồng ấy. Hồng tím chứ lộn, trời nói gì vậy trời. Mình đang tập trung làm. Trời ơi, nãy đáng lẽ là màu kiểu màu kia trước, người ta mới tới cái màu màu hồng đó. Đó, cái màu hồng tím này nó phải nằm ở giữa đây nè. Thôi kệ đi, làm cho mấy anh chị thấy cái màu là ok. Màu tuyệt vời. Trời ơi, nó đậm đặc rồi mấy anh chị. Đẹp ombre rất là dễ làm. Ok, à, khoan khoan, để mình chà, mình đi xung quanh cái đường ấy, cái đường móng tay, cái đường da chút xíu chứ. Đi ngang như thế này ha, đẹp chưa mấy anh chị, thai khoái chưa, dễ làm luôn, mà nó mỏng, nó không có bị mất shape nè, nó không có bị chà, nó không có bị treo dính nhiều lên trên da đó. Ok, là lại cho mình để mình hơ 30 giây đó ra là rất là đẹp luôn. Cái màu thiệt thiệt là đẹp vô cùng. Nó chị sẽ sử dụng cái này, mình sẽ làm lại một lần nữa ha. Ở đây là 5 cái nè. Đó, một lát nữa chị sẽ bỏ vô trong cái hũ sắt luôn. Chỉ có một cái hũ sắt giống như là mua ở mấy chợ một đồng á, nó có những cái hũ mà giống như đựng viết bút ngày xưa, các anh chị mở ra, các anh chị cứ để nó nằm như thế này nè, đó, nó cao vừa đủ, hay là những cái hộp nhựa mà nó màu đen á, đừng có để như màu màu sáng, tại vì ánh đèn nó đi vô, nhưng ánh đèn LED light á mình sử dụng nó sẽ bị làm cứng cái treo ha, cho nên mình cứ để ở trong đó, mình có thể lấy ra mình làm lại. À, ok rồi, bắt đầu bây giờ mình sẽ dầm tiếp nè. Cái màu này á, rồi cái màu hồng hồi nãy nè, thấy chưa, hồng là hồng tím, hồng tím bên này, chị sử dụng cái này ịnh vô, chị chỉ cần ịnh chút xíu ngay cái đầu móng nè, đó là 2 lần nữa cho nó đậm lên là ok nè, vậy thôi à, nó rất là dễ làm. Bên đây cũng vậy luôn, nó đậm cái đầu móng như thế này, thấy chưa, các anh chị thấy chưa, tiếp nào, màu tím nè. À, đẹp vô cùng. À, màu xanh nữa nè. Dù tím, nếu như mình muốn đậm hơn thì đậm hơn. Dù màu nào nó còn thấy lợt lợt, có những cái màu hồng, màu đỏ thì nó sẽ đậm rồi. Còn những cái màu mà kia thì nó lợt hơn thì không sao. Mình cứ dậm thêm thôi. Nó có một số màu. Còn những cái màu này là đủ ổn rồi, thấy chưa? Đó là mình không cần dậm thêm nữa. Ok, đưa vô hơn 10 giây cũng được nữa. Cần 10 giây mình lấy ra,
Mình sẽ dặm dặm thêm. Đặc biệt là hồi nãy có cái màu tím màu xanh nó hơi lọt thì chị sẽ dặm thêm chút xíu nữa ha. Đó, rất là nhanh gọn lẹ sạch sẽ, không bị mất shape, không bị dày, không bị gì hết nè. Màu rất là pigmented. Anh chị nào mua cái bộ này mua liền. Trời ơi nó hết là không kịp lấy. Cần lắm mấy anh chị ơi. Xài rất là nhiều luôn, một chai như thế này nè, xài đã đời luôn. Ừ, như thế này ha. Nè coi màu nè. Thấy chưa? Ok, bây giờ nè ha, zoom out chút xíu. Rồi mình sử dụng cái màu tím nè, chị muốn làm cái màu tím chút xíu nha anh chị. Cho nó đậm lên đó, cái đầu nè, bắt đầu bây giờ nó đậm lại nè ha. Màu xanh cũng vậy nữa, cho đậm thêm chút xíu. Màu xanh nó nãy cũng ok, nhưng mà chị muốn làm cho nó đậm thêm. Có màu tím nè đó. Rồi, ok, vậy là xong. Ok, lấy vậy là bỏ top coat là xong rồi đó mấy anh chị. Rất là nhanh gọn lẹ một bộ ombre. Trời ơi, nó đã. Bây giờ ta lấy cái đèn chiếu vô một cái coi. Cho nó lên ánh nè. Để đẩy cái mấy cái sponge này ra. Ừ, giờ mình mở đèn lên. Ôi ôi, nó sáng. Nó sáng mấy anh chị ơi, đã dữ lắm. Đây nè, nhìn nè. Đây ha. Tuyệt vời ha. Ôi ôi, cái màu nhất là cái màu da này nè. Khi em các anh chị sponge á, nếu như mà các anh chị muốn là còn một cái mẹo nữa, ví dụ như ha, rồi biết ngay là nó sẽ đổ mà, ây da, mới nói cũng đó. Bây giờ thí dụ như bây giờ các anh chị mà muốn sponge mà ví dụ như màu cam, màu vàng, màu đỏ thì các anh chị cứ việc bạc bỏ ba màu lên, thí dụ thôi ha. Dụ chơi lấy ba màu này đi, à, vàng vàng cam. Ví dụ như vậy ha, đó các anh chị có thể sử dụng. Đây có một cái sponge không nè, mới dặn chặt nha. Hồi nãy mình dặn vô cái mấy cái kia mình không dặn cái nó bị té ra đổ uổng. Nó thí dụ như giờ mình bỏ một màu ở đây đi ha, đó mình bỏ thêm màu thứ hai nè, làm những cái ombre với là mặt trời mọc và mặt trời lặn rồi mấy anh chị. Trời lặn cái mình bỏ thêm hồng tím vô thấy không. Còn cái này á, là ombre này đó, dụ như bắt đầu mình mới ịn lên. Mình lấy một cái tip khác đi, cái tip này đi ha, đó, cho các anh chị thấy nè. Dù mình ịn lên nó rất là đẹp luôn, nó ra cái màu tuyệt vời các anh chị. Dụ như hai màu cũng được, ba màu cũng được luôn, anh chị thấy không, nó ra liền cái màu rất là đẹp, rất là đậm đặc luôn. Ừ, nó ịn làm sao mà tự nhiên mất cái màn hình mấy anh chị không thấy luôn, thấy không, nó rất là đẹp. Cho nên nó là làm ombre kiểu này là rất là ngon. Đó, dừng hai lớp là ok. Mà rất là đẹp luôn. Lên bịch 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 mấy cái. Hello Alex Nguyễn. Đó, đây cái bộ này bộ mới nè. Rồi trên cái link nó, trong cái livestream này có. Còn lát nữa chơi cũng bỏ luôn trong comment cho anh chị nào mà hỏi nha. Đó, đây chỉ cần bỏ top code lên nữa là xong rồi mấy anh chị. Rồi vậy ha. Bây giờ mình sẽ chạy nước rút để mà mình lấy người khách khác nè. Chào tạm biệt mấy anh chị. Ngày mai gặp lại nha.